Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Xót xa số phận ca sĩ Kim Anh, qua đời sau sinh nhật 3 ngày, cơ thể chỉ còn da bọc xương, chẳng kịp đón Tết. Dù nỗ lực vượt qua số phận, nhưng cuối cùng, nữ ca sĩ Nhật Kim Anh đã ra đi sau khoảng thời gian lâm trọng bệnh. Đầu tháng 1 năm 2019, thông tin nữ ca sĩ Kim Anh suy kiệt cơ thể từ ngày vì căn bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn cuối gây chấn động showbiz Việt sau thời gian chống chọi với bao bệnh. Nữ ca sĩ đã qua đời. Tin buồn của nữ ca sĩ Đoàn Mệnh được phát đi trong những ngày cận kề Tết Nguyên đán khiến nhiều người không khỏi xót xa. Càng đau đớn hơn khi biết rằng Kim Anh ra đi chỉ sau sinh nhật đón tuổi mới của cô cách đây 3 ngày. Trước khi lìa xa trần thế vì cõi vĩnh hằng, Kim Anh từng trải qua quá trình chống chọi với bệnh tật đầy nước mắt. Kim Anh sinh năm 1993 ở Nam Định. Từng theo học ngành marketing nhưng với chiều cao nổi bật cùng gương mặt ca tính. Trong thời gian đầu mới phát biên bệnh hiểm nghèo, Kim Anh vẫn gắng gượng đi diễn để kiếm thêm chi phí dù thu nhập không nhiều. Tuy nhiên thời gian gần đây do sức khỏe suy kiệt và bệnh tình ngày càng nghiêm trọng nên cô phải nhập viện để điều trị. Nếu bạn đang cảm thấy hạnh phúc, xin hãy chia sẻ một chút hạnh phúc và may mắn đó cho tôi được không? Kim Anh nhắn nhủ đầy xót xa khi nằm trên giường bệnh. Khi câu chuyện của Kim Anh được chia sẻ rộng rãi, một số đồng nghiệp và khán giả đã động viên tinh thần cũng như kêu gọi các mạnh thường quân chung tay giúp nữ ca sĩ có kinh phí để điều trị. Trên trang cá nhân, Kim Anh thường xuyên chia sẻ dòng suy tư: khi chúng ta lớn lên, có những nỗi đau ngay cả người thân thiết cũng không thể chia sẻ, nói chi là bạn bè. Đó là từng ngày, bạn phải hy vọng và cố gắng không được mệt mỏi, lời chia sẻ kèm hình ảnh đầu trọc sau thời gian hóa trị của cô. Dù rất nỗ lực vượt qua số phận, nhưng có những lúc nữ ca sĩ khiến cho người nghe phải bày tỏ mong ước giản đơn nhưng quá khó thực hiện với bản thân ở thời điểm lâm trọng bệnh. Anh ơi em đau và mệt lắm, chỉ mới tỉnh được 2 ngày thôi, cứ mở mắt ra là cơn đau ập đến. Mẹ em lại cho em uống giảm đau và ngủ tiếp đi, em không còn nhớ việc mình ăn cơm hay đã uống thuốc. Cứ ngủ, ngủ thôi rồi lại chìm vào giấc ngủ. Em chỉ mong những lúc em tỉnh táo, ngắn ngủi gọi điện thoại sẽ được nghe giọng nói của anh. Cô thốt lên với người thân trong lúc quá đau đớn. Tối ngày 3 tháng 12, Kim Anh đã trút hơi thở cuối cùng. Vào lúc 20:20, trong sự tiếc thương của mọi người. Vì ai cũng xót xa cho số phận mỏng manh của một cô gái nghị lực, vượt khó nhưng cũng không có thể bứt qua nổi cánh cửa tử thần ung thư. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.